Xin chào tất cả các bạn nha. Đang chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của hai anh em của mình nha. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ làm một clip là xúc xích nướng anh em ạ. Mình sẽ lượm với muối ớt, với bọc với lá bạc, lượm than ở đây. Thì mời các bạn xem mình làm trộn xúc xích nướng nha. Hay đừng quên để lại một like, subscribe cho anh em của mình nha. Tí anh em mình quấn gì nhỉ? Quấn cái giấy bạc này vào nhá, cho một nước ở đây này. Chim ca múa hát tưng bừng. Dơ mà đây nốt anh quấn thế bàn anh ơi, chắc như này chắc là cũng muộn tạm, nhưng mà được như này nó hơi ít thì tí mình đã đổ thêm những cái bột ớt này vào trong giấy bạc mình quấn. Giờ mình sẽ bỏ giấy bạc ra quấn nhá. Anh em xem thấy video của mình hay thì hãy ủng hộ anh em mình cách bằng cách đăng ký kênh nhá, like chia sẻ để mọi người cũng biết tới video của anh em mình nhá. Vào đây đi để cho gì nhỉ, để cho than nó cháy xong đốt lên nhá. Stars collide, 'cause I can see heaven in your eyes. You're calling out to me like a satellite. Love is like a wave I can't describe. You pull me in, you pull me in. Baby, don't you dare look down. That's you and I get lost in the same direction. Running and we can't be found. Changing atmospheres, you're running, running, running till we find it.
là mình đã cuốn xong rồi, mình vừa cuốn xong rồi, khoảng hết 10 cái xúc xích, bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá. Mình sẽ cho vào đây để nướng cho các bạn nhá. Hơi khói quá, tại than nó chưa cháy. Nhanh lên Tuấn ơi. Chắc than kéo cháy được rồi. Vào đây nào. Cứ hết xuống. Nên kia kiếm cái que đi. Kiếm cái que để kéo lên nào, để có oxy lên nào. Điện thoại lớn siêu to khổng lồ nhá. Tôi cháy ông thử nhé. Hỏng đấy. See heaven in your eyes. You're calling out to
Anh Tuấn chun gì anh Tuấn kia, ui anh Tuấn chun được trái nhá, xin kho. Đấy, mày, mày, mày bị ớt cũng quẩn à? Em mà con cháu ngoan. Đấy. Mình cứ để đây lúc nữa cho nó nóng âm chín các bạn. Mưa rồi. Mưa rồi các bạn ơi. Quá. Chết rồi, mưa to rồi. Nóng quá. Nhưng mình nghĩ chắc là chưa ăn được đâu, bởi vì không có lửa mấy. Ui. Uầy. Thơm quá các bạn ơi. Thơm lắm. Thơm cực tuyệt ạ. Đây là món xúc xích quấn giấy bạc của anh em mình nhá. Các bạn nhìn thấy vàng thơm không? Thơm lắm. Đây, đây chiếc xúc xích quấn đá bảng nướng của anh em mình. Thơm lắm. Được, ăn không? Ăn không? Ui. Các bạn ơi, ngon cực. Nhâm mình nó có mùi thơm thơm của mùi xúc xích này. Nó có hơi tí mùi ớt cay cay. Nói tóm lại là ăn rất ngon. Các bạn hay thử làm xem. Không là các bạn nào rảnh rảnh thì làm như mình ấy. Ăn ngon lắm. Tuấn bùa. Tuấn bùa. Mỗi tội là mình như kiểu làm này kiểu lên là nó ớt nó không được cay mấy. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Ui. Rất cho mình. Được hết rồi đấy. Cái này review xúc xích bị lổ các bạn ạ. Lổ. Thôi vớt hết lên đây nha. Thôi để mình ra mình vớt hết lên nhá, không à cháy hết không ăn được không mọi người ạ. Tên lửa. Lổ như kiểu tên lửa luôn. Lổ tan tành vậy các bạn ạ. Xúc xích bị lổ không? Gọi là xúc xích nổ. Các bạn nào chơi pháo cũng được ấy. Không cần ăn thì chơi pháo cũng được. Để ra mình moi hết lên nha, không à, không được ăn đâu mọi người ạ. Với cả trời cũng mưa rồi.
than thì vẫn chưa cháy. Anh này lỗ, anh này ôi lỗ lại. Ây, rất thơ mình các bạn. Hai cái đi rồi, tự đi đời ông giáo ạ. Đúng không? Con nuôi cái bóc ra rồi ăn đi. Uầy, các bạn ơi, thật sự cực kỳ ngon luôn. Các bạn nào mà không tin thì hãy thử làm theo mình xem. Mình hứa các bạn luôn nhá, món này mà không ngon á, đem đầu mình đi mà đá bóng. Các bạn nào mà không muốn ăn mà nhà có điều kiện ấy, cầm đi chơi pháo hoa. Cái đầu trước thì đi đá bóng. Ui giời. Mày đánh tao đấy à? Tao mà mày chỉ là anh em làm video thôi. Không anh em tốt. Thế rồi. Các bạn ơi, đây là những sản phẩm anh em mình làm cho anh em. Mình không ngờ luôn nào nó lổ tanh bánh cái xúc xích cái ra luôn đấy mọi người ạ. Ra bã luôn đấy các bạn ơi. Người ra bã luôn. Rồi mời anh em thưởng thức cùng anh em mình nhá. Mời tất cả anh em nhé. Chắc là tại anh Quấn nó bí hơi quá. Uầy, to quá. Này anh em mình nhìn này, Quấn nó bí hơi nó lở ra to đùng này. Đây là những cái bột ớt thôi, cạo ra sẽ không sao các bạn ạ. Nó vàng ngon lắm. Ra gì đấy các bạn ơi. Rất chi là vàng đẹp nhá. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Có thằng nó không được ăn nó thèm anh em ơi. Anh em nhá. Mời tất cả anh em cùng ăn theo mình nhá. Anh em có những ý tưởng hay là comment xuống dưới cho anh em mình nhá, để anh em mình thực hiện nhá. Nhớ like, subscribe và chia sẻ cho các tất cả mọi người được biết nha anh em. Chào tất cả các anh em nhé. Anh em nào mà thấy video của mình hay, thú vị thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Clip của anh em mình kết thúc tại đây nhá. Xin chào mọi người. Bye mọi người.